cô xin chào tất cả các em. Tiết học hôm nay các em sẽ học tập đọc bài Ngôi nhà. Cô mời các em mở sách tiếng Việt lớp 1 tập 2 trang 82. Các em quan sát tranh. Tranh vẽ gì? Tranh vẽ ngôi nhà. Trước ngôi nhà có hàng xoan, để xem hàng xoan có đặc điểm gì và tình cảm của bạn nhỏ đối với ngôi nhà của mình như thế nào thì cô và các em cùng nhau tìm hiểu rõ hơn qua bài thơ Ngôi nhà. Các bạn lắng nghe cô đọc bài thơ Ngôi nhà nhé. Ngôi nhà, em yêu nhà em, hàng xoan trước ngõ, hoa sao xuyến nở như mây từng chùm. Em yêu tiếng chim đầu hồi lạnh lót, mái vàng thơm phức, rạ đầy sân phơi. Em yêu ngôi nhà, gỗ tre mộc mạc, như yêu đất nước, bốn mùa chim ca, Tô Hà. Để đọc tốt bài này, cô có một số từ khó. Hàng xoan, vần oan, con chú ý trong tiếng xoan. Đây là hình ảnh hàng xoan, người ta trồng nhiều cây thành một hàng. Sao xuyến, các con chú ý vần uyên trong tiếng xuyến. Lãnh lót, các con chú ý vần ót trong tiếng lót. Lãnh lót có âm thanh cao, trong và âm vang, thường nghe rất là vui tai, ví dụ như tiếng chim hót líu lo. Thơm phức, các con chú ý vần ôm trong tiếng thơm. Thơm phức có mùi thơm mạnh và hấp dẫn, ví dụ như mùi của hoa. Cô mời các bạn đọc lại bốn từ. Hàng xoan, sao xuyến, lãnh lót, thơm phức. Cô vừa hướng dẫn các bạn đọc từ khó, bây giờ cô sẽ giúp các bạn đọc câu và luyện đọc khổ thơ. Khi đọc thơ, các bạn chú ý ngắt hơi sau mỗi dòng thơ và ngắt hơi sau dấu phẩy, nghỉ hơi sau dấu chấm. Ngoài ra, khi đọc thơ, các bạn chú ý ngắt hơi sau mỗi dòng thơ nhé. Ngôi nhà, em yêu nhà em, hàng xoan trước ngõ, hoa sao xuyến nở như mây từng chùm. Em yêu tiếng chim đầu hồi lạnh lót, mái vàng thơm phức, rạ đầy sân phơi. Em yêu ngôi nhà, gỗ tre mộc mạc, như yêu đất nước, bốn mùa chim ca, Tô Hà. Bây giờ cô sẽ giúp các bạn luyện đọc từng khổ. Bài này có 3 khổ thơ. Khổ 1, khổ 2, khổ 3. Bây giờ cô mời các bạn lắng nghe cô đọc từng khổ nhé. Khổ 1, ngôi nhà, em yêu nhà em, hàng xoan trước ngõ, hoa sao xuyến nở như mây từng chùm. Khổ 2, em yêu tiếng chim đầu hồi lạnh lót, mái vàng thơm phức, rạ đầy sân phơi. Khổ 3, em yêu ngôi nhà, gỗ tre mộc mạc, như yêu đất nước, bốn mùa chim ca, Tô Hà. Các em có thể luyện đọc bài thơ ở nhà với người thân trong gia đình. Các em lắng nghe cô đọc lại bài thơ nhé. Ngôi nhà, em yêu nhà em, hàng xoan trước ngõ,
Hoa sao xuyến nở như mây từng chùm. Em yêu tiếng chim đầu hồi lạnh lót, mái vàng thơm phức rạ đầy sân phơi. Em yêu ngôi nhà gỗ tre mộc mạc, như yêu đất nước bốn mùa chim ca. Tô Hà. Cô và các em vừa luyện đọc xong bài thơ. Bây giờ cô và các em sẽ bước sang phần thứ hai, đó là phần tìm hiểu bài. Câu hỏi số 1. Ở ngôi nhà mình, bạn nhỏ nhìn thấy gì, nghe thấy gì, ngửi thấy gì? Cô mời các em đọc lại bài thơ và tìm ý trả lời cho câu hỏi này. Cô mời các bạn hãy so sánh câu trả lời với cô. Ở ngôi nhà mình, bạn nhỏ nhìn thấy hàng xoan nở hoa từng chùm, nghe thấy tiếng chim hót lạnh lót, ngửi thấy mùi thơm của mái nhà lợp bằng rạ. Bây giờ mình sẽ bước sang câu hỏi số 2. Đọc những câu thơ nói về tình yêu, ngôi nhà gắn với tình yêu đất nước. Các em hãy đọc lại bài thơ tìm ý trả lời. Đây là câu trả lời của cô, các em hãy so sánh nhé. Những câu thơ nói về tình yêu, ngôi nhà gắn với tình yêu đất nước. Em yêu ngôi nhà gỗ tre mộc mạc, như yêu đất nước bốn mùa chim ca. Để giúp các em có kỹ năng nói thành câu và đúng chủ đề, chúng ta sẽ bước sang phần luyện nói để xem chủ đề hôm nay nói của chúng ta là gì. Cô mời các bạn quan sát tranh. Tranh vẽ ngôi nhà. Các em hãy luyện nói cùng với những người thân trong gia đình về ngôi nhà mà em mơ ước. Cô có một số câu nói mẫu như sau. Em mơ ước có một ngôi nhà thật đẹp. Em mơ ước có một ngôi nhà lợp bằng lá, xung quanh có trồng nhiều cây cối. Bây giờ các bạn lắng nghe cô đọc lại bài thơ Ngôi Nhà nhé. Ngôi nhà, em yêu nhà em, hàng xoan trước ngõ. Hoa sao xuyến nở như mây từng chùm. Em yêu tiếng chim đầu hồi lạnh lót, mái vàng thơm phức rạ đầy sân phơi. Em yêu ngôi nhà gỗ tre mộc mạc, như yêu đất nước bốn mùa chim ca. Tô Hà. Các con có biết không, ai sinh ra và lớn lên cũng có ước mơ có một ngôi nhà, và ngôi nhà là một mái ấm thân thương của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải yêu thương ngôi nhà của mình nhé. Các con về nhà đọc lại bài tập đọc Ngôi Nhà. Tiết học của chúng ta hôm nay là hết. Cô chúc các em khỏe và học giỏi. Cô xin chào tạm biệt các em.